xây cũng khó nhưng mà nó... Đi xây thì nắng mưa, trong này nó không nắng mưa, trong này nó không bụi, nhưng mà xây lương nó thấp hơn. Xây chú không cao chứ. Lương thấp hơn. Tôi đang tính xin vào đây làm. Lương 200 một ngày thôi à? Đúng không? Nhưng mà lương thấp. Xây không thấp. Ở xây thì xây cao hơn nhưng mà vất vả. Bóng nhỉ. Nhưng mà mình gắn này có phải dựa gì không hay cứ thế này thôi. Cứ gắn cái quai này. Có cái hồ. À có hồ của nó. Nó cũng như kiểu thợ xây đúng không, là xây bằng cái này thì này cũng lại chát bằng cái đấy không nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cứ xây cái này thì lại chát đấy, bỏ cái này thì lại lấy cái đấy, gắn cái nó. Hay. Mình làm này là đa dạng khuôn mẫu nhỉ? Ở trong nhiều mẫu. Cái này chỉ là một loại trong các thứ mẫu. Nó vô số, nhiều mã. Để cái công việc này nó không vất vả lắm, làm được. Vất vả lắm rồi, cho nhìn thế này thôi, những lúc này nó... Chứ nó cũng không kém gì vất vả bằng nghề xây của các chú. Ê. Chứ nó cũng nhiều công đoạn lắm, đây chỉ là một công đoạn đấy thôi. Còn công đoạn làm từ những lúc mà chưa thành cái sản phẩm này thôi. Nhiều công đoạn thế cũng nhằng nhằng vất vả ấy nhỉ. Thế còn thí dụ cho vào lò lung là bộ phận khác đúng không? Thế bọn cháu xong sản phẩm là chuyển ra cho người khác. À. Sang bộ phận ghé. Xong qua bộ phận ghé rồi lại chuyển sang bộ phận khác nữa. Chứ là nó theo một cái dây tuần hoàn. Cũng khó đấy. Nhưng con chó không làm cả được. Đúng rồi. Làm cả được cũng học ngồi nhiều. Mỗi người một công đoạn, mỗi người một ăn một. Ông nào xây cứ xây, ông nào chát cứ chát, ông nào uống lát cũng lát. Dứt mọc thôi. Nhằng nhằng. Một ngày mình làm khoảng thành công như này khoảng bao nhiêu cái sản phẩm như này? Không tính được. Thí dụ như cho hành chính chẳng hạn đấy. Người thì quay đúng không? Người thì người thì quay, người thì chữa này. Bên đó nữa. Bên đó ra cái này nữa. Bên đó cái này mới khó nhỉ. Nói chung là nó cũng có khuôn rồi, mình chỉ học ráp khuôn mà nó đã căn chỉnh cho cái bộ dây nó máu nữa. Quen, dần dần quen. Nói chung là cái gì cũng rồi nó quen hết. Đúng rồi. Đầu tiên mà bây giờ cho con chó cầm dao xây. Đúng rồi, xây, cái xây gì nó cũng quen. Qua học hỏi. Các cụ vào 120 không bằng tay quen rồi. Dần dần rồi này, khó thành dễ rồi. Lúc đầu chả ai biết làm cả, đúng không? Trông hay hay. Trông như này thôi, nhìn cái một công đoạn thì nó là chỉ nó ngon, nhưng mà mình vào mình nhìn tổng thể nó mới nhìn thấy khó khăn. À. Mình nhìn một công đoạn là chỉ có làm cái này thôi, không làm cái khác thì nó nhìn nó dễ. Mình làm từ một cái kia khu kia là đằng kia là nò này đúng không? Vâng. Giờ chắc là bao nhiêu ngày mới đủ mẻ cho mà lò rồi. Cái nò đấy là cái nò
nốt củi mà bây giờ nó chơi nó hiện đại hơn, nó nốt bằng ga. Ga điện đúng không? Ga trong kia. À. Ga thì nó. Ga có mà điện cũng có. Cháu hiện đại. Cái gì cũng có. Ừ. Nó đi cũng có, nó ga nốt củi. Giờ một ngày nó hiện đại. Trung thế mới chạy theo thị hiếu được. Đẹp nhỉ. Giờ... đông rất nhiều hình dạng như này. À, cả châu bò này. Đưa Facebook chứ. À, phải cho phải khuấy đít đi, rộng ra tí nữa đúng không? Khuấy nó tròn. À. Đúng rồi, khách nước ngoài. Cả khách Việt Nam với khách nước ngoài đều là đấy. Nó kỹ tính. À, cũng xuất trong nước nhiều chứ. À, lâu lắm. Mà nhận nhất với Việt Nam đó. Nghệ nhân mới được làm đúng không? Nhân mới làm là chưa kỹ. Đúng rồi. Bác đấy là bác lâu năm nhất ở trong làng nghề. Làm cái quai này mới khó làm này. Vâng. Tiếng thế thôi. Bây giờ ăn nho nó phải khớp. Bác đấy là bác được lâu năm trong nghề này. Cắt vò. Mấy tháng. Cắt vò thế mà chuẩn nhỉ. Cắt vò thế mà chuẩn nhỉ, không đo điếc nhỉ. Bóng nhỉ, đẹp nhỉ. Đẹp ấy nhỉ. Cái chỗ nó lòe mình có phải sau này có phải sửa nữa hay thế là được rồi. Thọ to làm bọn anh làm quen rồi nó đều tay nhỉ. Quen mỗi bên hai cái. Theo đúng nguyên bản của trống đồng cái đó. À. Đây là trống đồng kìa. Đây là trống hốm. Trống sành.